Chào mọi người, Trần Liêm tiếp tục cập bến cái cây ếch 500 khách từ Đà Lạt gửi xuống sữa, biểu hiện bệnh là xanh lè màn hình, nút nhấn và phím bấm đều không ăn, không nhại gì hết. Rồi cái bệnh này là cái bệnh cũng là hư trong bao chủ luôn. Mấy bữa nay thì Trần Liêm tiếp nhận những cái ca xanh màn hình này nhiều lắm nha. Những dòng đàn của quý anh chị nếu mà có lỡ rơi vào trường hợp này thì cứ liên hệ ngay Trần Liêm để được khắc phục nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình sửa, mọi người đón chờ xem kết quả nha. Xin chào tất cả mọi người, thì sau khi cây đàn khi ếch 500 á, hiện tượng là xanh màn hình và tất cả những nút chức năng nó đơ hết thì bên Trần Liêm đã tiến hành sửa chữa trong cái main board chủ của nó, và bây giờ mọi người xem kết quả nha. Rồi đây nó lên màn hình. Rồi đây những cái nút nhấn nó đều hoạt động tốt nè, lo âm thanh hoạt động tốt nè. Đây. Hoạt động tốt hết. Cây này thì nó bị lỗi trong bao chủ nha. Cái lo nó còn bị rè nè. Cái lo lý do là cái màn lo nó bị, có thể là bị rách cũ quá, nó bị rè, để mình sẽ hết tư vấn khách. Nếu sửa thì sửa thêm nữa, thêm số tiền nữa. Đó, cây đàn nói chung là cái bệnh mà căn bản nhất của nó là xanh màn hình. Bệnh này cực kỳ khó chịu nha mọi người, xanh màn hình chức năng đều tê liệt hết. Thì Trần Lương đã sửa xong được cái bệnh này và mình báo giá luôn cho mọi người. Thì cái bệnh này tùy thuộc vào cái mức độ nó hư thì giá nó sẽ dao động từ 700 đến 1 triệu 2 nha, thậm chí 1,5 triệu luôn. Nếu như mà nó chết luôn CPU là khoảng 1,5 triệu thì cái bệnh này nó rất là nặng. Nhưng mà cái cây này thì nó cũng còn tương đối là ok, nên Trần Liêm lấy 800 ngàn tiền phí sửa chữa cho cây đàn này. Mặc dù là nó cùng một triệu chứng, cùng một cái triệu chứng là xanh màn hình, nhưng mà sẽ có những cây sửa rẻ hơn nữa, hoặc là có những cây sửa mắc, tùy thuộc vào nó nguyên nhân là nó hư do đâu nha mọi người. Rồi cây này thì lên nguồn được rồi thì nó tiếp tục nó sẽ hư nút mi nè, bấm nó không ăn nè, mi và si nó không ăn nè, thì Trần Liêm sẽ tiếp tục khắc phục cái bệnh này luôn. Rồi những anh chị em ở xa có nhu cầu sửa chữa hoặc là nâng cấp hoặc là làm bất kỳ thứ gì, thăm khám cây đàn của mình đó, thì cứ liên hệ trực tiếp với Trần Liêm. Thì cái này thì một vị khách ở Đà Lạt gửi vào sửa và hiện tại bây giờ nó đã lên bình thường. Rồi mọi người có nhu cầu sửa chữa thì cứ liên hệ trực tiếp nha. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người.